Xin chào ngày mới quý vị khán giả của STV. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Chào ngày mới của STV vào 6 giờ sáng hàng ngày. Những nội dung gì sẽ có trong chương trình sáng nay? Quý vị các bạn xin đừng rời màn hình và hãy cùng đồng hành với chúng tôi tới phút cuối cùng của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư vẫn duy trì cam kết và tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam Đợt dịch thứ tư hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, nhưng thực tế hoạt động đầu tư vẫn được mở rộng quy mô. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tăng trưởng ở mức hai con số. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam vẫn thu hút 15,27 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài từ đầu năm 2021 đến nay. Cả vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh đều tăng lần lượt là 13,2% và 10,6% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, Việt Nam sẽ tiếp tục làm điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong dài hạn, đặc biệt là thu hút các dự án FDI, chất lượng có hàm lượng công nghệ cao thuộc lĩnh vực chế tạo điện tử, khoa học công nghệ, kinh tế số hay các dự án phục vụ cho phát triển xanh và bền vững. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt, mặt đời sống kinh tế xã hội, để kịp thời hỗ trợ khách hàng vay vốn sớm ổn định hoạt động kinh doanh, vượt qua khó khăn, Agribank chủ động giảm tiếp lãi suất cho vay đối với các khách hàng cá nhân và tổ chức vay vốn bằng Việt Nam đồng tại Agribank. Cụ thể, đối với khoản vay từ thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2021, Agribank giảm tiếp 10% so với lãi suất cho vay đang áp dụng đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, có lãi suất từ 5% năm trở lên và dư nợ cho vay chung dài hạn có lãi suất từ 7% trên năm trở lên, không áp dụng đối với các khoản cho vay đã được ưu đãi lãi suất miễn giảm lãi. Ước tính với việc tiếp tục giảm lãi suất lần này, Agribank sẽ dành khoảng 5.500 tỷ đồng để hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó, Agribank cũng đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong việc thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ như cơ cấu lại nợ gốc và lãi, miễn phí chuyển tiền trong nước và ủng hộ hơn 130 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện quan điểm của Đảng về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, tỉnh Sơn La đã luôn chú trọng phát huy tốt vai trò của người có uy tín tại cơ sở. Qua đó đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Người có uy tín ở cơ sở còn thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tham gia các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tại địa bàn dân cư. Toàn tỉnh Sơn La hiện có 2.255 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thực tế cho thấy người có uy tín ở cơ sở là những người trực tiếp sinh sống, lao động sản xuất tại địa bàn. Ám hiểu phong tục tập quán, thói quen tín ngưỡng tôn giáo của người dân địa phương, do đó việc tiếp tục coi trọng phát huy vai trò của người có uy tín ở cơ sở chính là chìa khóa quan trọng để cấp ủy chính quyền các cấp ở tỉnh Sơn La tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tỉnh Sơn La xác định việc tiếp tục thực hiện các chính sách chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng trong đó chú trọng tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Do đó, tỉnh Sơn La chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Có đây là một trong những nhân tố tích cực, quan trọng để cụ thể hóa thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia. Trong những năm gần đây, xu hướng du lịch xanh đang nhận được sự chú ý nhiều hơn từ du khách cũng như các nhà làm du lịch. Đây là một lợi thế để cho tỉnh Sơn La tập trung phát triển du lịch gắn với nông nghiệp. Tại Sơn La, nhiều địa điểm du lịch gắn với nông nghiệp đã tạo thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách, có thể kể đến như hái dâu Tây và thưởng thức các sản phẩm từ dâu Tây Việt Gáp, trải nghiệm thăm vườn mận, vườn mơ, mùa hoa và thu hoạch quả, trải nghiệm chăm sóc bò sữa tại Mộc Châu, tham quan đồi chè tại Mộc Châu, trải nghiệm mùa vàng trên những cánh đồng và mùa hoa sơn tra tại các bản vùng cao của xã Ngọc Chiến, huyện Mường Lam. Từ các lợi thế đó, việc gắn kết phát triển các tour du lịch sinh thái nông nghiệp được hình thành, thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp đã và đang là hướng đi đúng đắn được cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo thực hiện, với sự vào cuộc của địa phương và người dân được xem là hướng đi mới và biệt vững của du lịch tỉnh Sơn La trong những năm tới. Huyện vùng cao Bắc Yên được thiên nhiên ưu đãi, không khí mát mẻ quanh năm với nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử cùng những nét văn hóa độc đáo đặc trưng của vùng Tây Bắc đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Xác định tầm quan trọng của phát triển du lịch gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Bắc Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai các chương trình đề án phát triển du lịch. Trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và thu hút vốn đầu tư để xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch triển khai quy hoạch các khu điểm du lịch, xây dựng các cơ sở lưu trú, đồng thời tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch gắn với bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên du lịch, quản lý sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, bảo tồn tu bổ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh. Hiện toàn huyện có 21 cơ sở lưu trú 114 phòng nghỉ. Các cơ sở lưu trú du lịch đã tạo việc làm cho gần 100 lao động địa phương, qua đó góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững, khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh, tạo sự bất phá để phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong 5 năm qua, việc phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn đã được huyện Sâu Cộp quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm để sớm đưa vào sử dụng, như tuyến đường số Cộp đi rồm Cang, vùng bánh thi công cầu bê tông nậm ban thuộc tỉnh lộ 105 số cột. Đặc biệt, phong trào làm đường bê tông giao thông nông thôn đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân. Toàn huyện đã làm được gần 1.000 tuyến đường với chiều dài hơn 120 km đường bê tông, tổng kinh phí gần 130 tỷ đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ trên 29 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 100 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai đã có 35 hộ tự nguyện hiến trên 15.500 m2 đất để làm đường giao thông qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại giao thương hàng hóa của nhân dân và góp phần quan trọng thực hiện tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay huyện Số Cộp đã có 2 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Tiếp tục chương trình, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên đàn gia súc tại một số xã trên địa bàn huyện Sóc Cục, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường xuống cơ sở hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của dịch bệnh, phát hiện kịp thời để bao vây, dập dịch. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong phòng chống dịch, hơn 2 tháng xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục đến nay đã được khống chế. Những ngày cuối tháng 3 năm 2021, tại huyện Sóc Cộp xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên châu bò tại 4 hộ gia đình thuộc bản Liền Ban, xã Púng Bánh, với 4 con bò có kết quả dương tính, làm ảnh hưởng kinh tế và gây hoang mang lo lắng trong nhân dân. Ngay sau khi nhận được tin báo trên tinh thần khẩn trương khoanh vùng dập dịch, tránh dịch bệnh lây lan ra diện rộng, trực tiếp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sốc Cộp cùng với các phòng ban chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã xuống địa bàn phối hợp với các cấp chính quyền địa phương khoanh vùng dịch tổ chức tuyên truyền cho các hộ gia đình trong bản về bệnh viêm da nổi cục ở châu bò, các biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn khử khuẩn, phun tiêu độc khử trùng, đồng thời vận động các hộ gia đình có bò bị bệnh tự giác tiêu hủy theo đúng quy định. Dịch uh, viêm da nổi cục trên uh, châu bò xảy ra trên địa bàn huyện Sóc Cộp, tổng đàn gia súc bị thiệt hại đến tính đến thời điểm hiện nay bị nhiễm là 183 con trong đó là huyện đã tổ chức phối hợp với xã tiêu hủy những con bị bệnh nặng là 96 con. Tổng trọng lượng gần khoảng 20 tấn. Thế thì ngay từ khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thì trung tâm dịch vụ với vai trò chức năng nhiệm vụ là cơ quan hướng dẫn kỹ thuật thì đã tổ chức triển khai xuống các địa bàn có những ổ dịch để hướng dẫn bà con nhân dân sử dụng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân huyện Xúc Cộp đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tập huấn tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trên châu bò cho cán bộ, thú y các xã và các bản trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ cung cấp vaccine viêm da nổi cục. Ngay sau khi tiếp nhận được 8.000 liều vaccine, huyện Xúc Cộp chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với các bản khẩn trương triển khai ngay việc tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục nhằm khống chế dịch bệnh không để lây lan ra diện rộng. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã cân đối từ nguồn dự phòng của huyện để mua thêm 7.050 liều vaccine phòng viêm da nổi cục với mục tiêu 95% gia súc được tiêm phòng. Gia đình tôi có nuôi ba con bò và ba con trâu. Trước tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục phức tạp, gia đình tôi đã chủ động thường xuyên vệ sinh chuồng trại, rồi được cán bộ thú y đến hướng dẫn phun khử trùng và tiêm phòng cho đàn gia súc nhà tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số vaccine đã tiêm là 14.116 trên 15.766 liều, đạt 89,5%, trong đó người dân tự mua vaccine về tiêm là 716 liều. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục cho đàn gia súc trên địa bàn huyện xong trước ngày 30 tháng 7. Thì trong cái thời gian vừa rồi là có cái dịch viêm da nổi cục nó xuất hiện ở trên địa bàn thì sau khi nhận được chỉ đạo của trên thì chúng tôi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền hướng dẫn bà con nhân dân là thực hiện tốt cái việc phòng chống dịch khoanh nhốt chăn nuôi đại gia súc để kiểm soát được tình hình dịch bệnh cũng như là kịp thời chăm sóc và phát hiện những cái trường hợp dịch bệnh nó xảy ra và đặc biệt là về cái công tác chốt chặn chốt chặn các các, các chốt kiểm dịch thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm không cho là dịch là xâm nhập vào địa bàn thì tính đến thời điểm hiện nay thì địa bàn xã này cũng chưa có cái trường hợp nào là nhiễm. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cả thống chính trị cũng như ý thức chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch của người dân, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò và một số dịch bệnh khác sẽ được khống chế, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi trên địa bàn. Khép lại nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, chúng ta tiếp tục chương trình với góc cuộc sống. Thưa quý vị các bạn, huyện đoàn Mộc Châu vừa phối với tỉnh đoàn Sơn La, trường đại học Tây Bắc đã tổ chức khai giảng lớp tiếng Anh cộng đồng năm 2021 tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu. Đây là hoạt động rất ý nghĩa đối với huyện đang phát triển mạnh mẽ về du lịch như Mộc Châu. Góc cuộc sống sáng nay, mời quý vị các bạn cùng đến với lớp học này qua ghi nhận của phóng viên chào ngày mới. Các lớp học tiếng Anh miễn phí như thế này không chỉ thu hút đông đảo thanh thiếu niên đăng ký tham gia, mà các chủ nhà hàng, nhà nghỉ homestay thậm chí rất nhiều người lớn tuổi cũng đến tham gia lớp học. Tôi cảm thấy rất vui vì được tham gia lớp tiếng Anh cộng đồng này. Bản tôi hiện tại đang là một bạn du lịch nên việc đón khách nước ngoài ở trong nước nên việc tiếng Anh cộng đồng về với bản chúng tôi thì sẽ nâng cao về phát triển du lịch. Theo kế hoạch huyện Đoàn Mộc Châu và các đơn vị phối hợp sẽ tổ chức hai lớp tại các xã Mường Sang và Tân Lập. Mỗi lớp được thiết kế 20 buổi học nhằm trang bị cho người học kỹ năng giao tiếp căn bản và những câu thoại thông thường như giới thiệu tên tuổi, chỉ đường hướng dẫn, giới thiệu các điểm du lịch. Với một cái mong muốn là sau khi kết thúc khóa học thì người học có thể giới thiệu được về bản thân, về địa phương, giới thiệu về du lịch của địa phương đồng thời là um, sử dụng được vốn tiếng Anh để giao dịch um, kinh doanh một cách đơn giản. Chúng tôi xác định rằng là tiếng Anh cộng đồng là một trong những kênh thông tin để giúp cho um, là một trong những phương pháp cụ thể và hiệu quả để giúp cho đoàn viên thanh thiếu nhi uh, vừa có thể hội nhập quốc tế trong thời đại công nghệ 4.0 vừa có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh, vừa có thể góp phần quảng bá du lịch Mộc Châu tới đông đảo du khách một cách hiệu quả và thiết thực nhất. thì Chúng tôi cũng đã kết nối với các đơn vị thì tổ chức các lớp tiếng Anh cộng đồng uh, ở các xã, thị trấn phát triển về du lịch. Thế và mỗi một năm thì chúng tôi đều lựa chọn những học viên mà thực sự là có niềm đam mê với tiếng Anh. Thông qua lớp học tiếng Anh cộng đồng nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh căn bản cho người học, qua đó giúp người học dễ dàng hơn trong việc giới thiệu quảng bá về miền đất Mộc Châu tươi đẹp với bạn bè quốc tế. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trong khi ở Việt Nam hiện nay, việc dạy tiếng Anh trên lớp vẫn còn thiên về ngữ pháp, cấu trúc, mà người học chưa có nhiều cơ hội để rèn luyện các kỹ năng giao tiếp. Vì vậy, việc tạo ra cộng đồng học ngoại ngữ nhằm phát triển khả năng giao tiếp cho người học là rất cần thiết. Tới đây thì chương trình chào ngày mới hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và an toàn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào chương trình sáng mai.